thể trong chương trình siêu ưu đãi từ nay đến ngày 7 tháng 4, khi có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn với giá trị từ 400.000 đồng trở lên, quý khán giả sẽ được mua một sản phẩm với giá siêu ưu đãi. Trong đó, khi mua vali du lịch, quý khán giả sẽ tiết kiệm được từ 360.000 đến 400.000 đồng một sản phẩm so với giá bán thông thường. Các sản phẩm chăm sóc giấc ngủ như gối, wrap bọc giường cũng giảm mạnh đến gần 50%. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm thời trang nam sẽ có giá chỉ từ 59.000 đồng một sản phẩm nhằm giúp khách hàng đối phó với thời tiết nắng nóng như hiện nay. Cố mát cũng sẽ giảm giá lên đến 50% đối với nhiều sản phẩm đồ gia dụng. Trong đó, quạt hộp Lifan chỉ còn 191.000 đồng một cái. Quý khán giả cũng có thể lựa chọn các sản phẩm máy xay sinh tố của nhiều thương hiệu khác nhau với giá giảm từ 22% đến 32%. Đặc biệt, những chiếc ga hay bình giữ nhiệt đa dạng về thiết kế chắc chắn sẽ là một trong những dụng cụ hữu ích đối với quý khán giả nào thường làm việc ngoài trời hoặc đem theo trong mỗi chuyến dã ngoại.